Hello tất cả các bác. Có nam có nữ thì mới nên duyên à, có xôi chưa có thịt thì mới nên phần. Vâng, phải nói rằng là âm thanh thì phải có loa phun với loa súp thì nó mới dậy tiếng và nó mới làm cho chúng ta sung sướng. Thì ngày hôm nay các bác đang được trải nghiệm với anh Phương về một quả súp bát 30 của 3G Audio. Các bác thấy không? Mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận. Có tí súp vào nó hay lắm các bạn. Em cho to tí nữa rồi anh cho sướng. Hello các bác. Phương Súp xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Một cái điều mà các bác đang muốn anh Phương tư vấn là trong bộ dàn máy âm thanh mua cũng khá nhiều tiền rồi sao nó chưa hay. Cái bát nó này cứ nông nông như kiểu là nó chưa tới tầm ấy, chưa đủ độ phê. Thì báo cáo các bác là với một cái không gian phòng khách vừa phải này, với một bộ cấu hình âm thanh mà đặc biệt anh em ở chung cư này đang sử dụng những cái quả súp điện này, thế ngày hôm nay thì muốn chơi những dòng súp hơi xem nó có khác biệt không này, rồi là cái súp hơi liệu nó có hay hơn súp điện không này, rồi là nhiều vấn đề nữa, rồi là rất nhiều, rất muốn trải nghiệm. Trong khi đó thì túi đã có tiền rồi nhưng mà chưa có đường hướng, chưa có định hướng và chưa có tư vấn để các bác có thể thay đổi. Thì ngày hôm nay đến với Phương Súp sẽ tư vấn cho các bác về một trong những sản phẩm âm thanh rất là cao cấp. Thực sự là những mặt hàng anh Phương giới thiệu các bác thì nó là những mặt hàng cực kỳ đẹp và chất lượng. Thì trước mắt các bác thì anh Phương đang gửi tới các bác một trong những mã súp, đó là dòng súp của Đức với thương hiệu của B3, với mã sản phẩm là 3G Bát 30. Nhiều bác đang chơi súp hơi đúng không ạ? Súp điện đúng không ạ? Đúng không ạ? Súp điện 30 thì chắc chắn rằng là nếu như đánh giá súp hơi mà nó 10 thì súp điện thì chắc nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ được 4 năm rồi các bác. Súp hơi nó hay hơn rất nhiều. Các bác hãy cùng nhìn cho em quả súp 3G của Đức này. Đấy. Thiết kế rất đẹp và gọn gàng. Ở chính giữa này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái sọc ở giữa này, làm cho cái quả súp nó có điểm nhấn và có cái đặc điểm nhận dạng rất riêng. Các bác chỉ cần, nếu như các bác nào mà biết về sản phẩm, các bác chỉ cần nhìn mỗi cái sọc giữa này thì chỉ có thằng 3G của B3 nó mới có sọc giữa như này, đúng không các bác? Đấy. Thằng này rất sang và rất đẹp. Về kích thước của con này thì nó lại là một ưu điểm đáng điểm cộng cho các bác. Với không gian phòng khách rơi vào tầm khoảng độ 30m² quay đầu. Và đặc biệt là anh em ở trong chung cư chẳng hạn. Chung cư thì sống hơi vất vả một chút về ví dụ những cái sở thích. Em thấy là chung cư thì có rất nhiều tiện ích hay. Nhưng mà nếu mà để mà sống tự do với này sống gọi là phóng túng một tí thì hơi vất vả, khó khăn. Cho nên là nhiều bác rất thích chơi âm thanh nhưng mà gọi là cuộc đời chưa cho phép. Cũng giống như kiểu là sinh ra thì bây giờ gọi là mình này đam mê âm thanh nhưng mà bố mẹ này bắt đi làm giáo viên ấy, khổ thế chứ. Thế cho nên là bây giờ các bác thấy cùng anh Phương tìm hiểu. Thước của em nó mất rồi. Mấy thằng đệ nó quăng cái thước đâu giờ không tìm cái thước để đo cho các bác luôn. Thế một cây cái này nó vứt thước đi của em rồi. Để em xem này. Ok. Về kích thước em thôi em đo tay nha các bác nhé. Đo tay ư lượng này. Gang của em là tầm 20 phân này.
chiều ngang của nó chắc rơi vào tầm 40, chiều sâu của nó chắc cũng tầm 40 thôi các bạn, chiều sâu tầm 40, rất là gọn, xinh xắn. Con này thì đặt đâu cũng đẹp các bạn. Bác nào mà có nhu cầu đầu tư thì chơi hai quả hai bên cũng rất là đẹp. Con này thì nó có công suất tầm khoảng 300 W một quả. Đây các bác quan sát này. Công suất là 300 W một quả. Đánh giải tần từ 40 Hz cho đến 250 Hz. Khối lượng là 16,5 kg, hàng xịn sò bãi xịn của Đức. Cái bát của nó đây các bác này. 3G Audio bát 30. Hàng rất là chất, gần như mới. Các bác nhìn cái xương cũng như là cái sơn của nó, nó ánh lên cái nét mới. Và côn của nó đây, côn 2 tầng. Các bác nếu mà nhìn qua cái khe này, các bác có thể nhìn thấy cái côn của nó. Đây. Đấy. Nhìn cái côn nó ánh bên trong này. Hàng xịn các bác nhé. Nói không với hàng fake. Con này công suất 300W, nó hơn hẳn những cái dòng xúc điện. Xúc điện thì thường là chỉ công suất khoảng 150 thôi. Đấy, công suất nó hơi nhỏ, đánh to nó bị vỡ tiếng. Nhưng con này là côn 2 lớp cho nên là công suất của nó thoải mái cho các bác chơi. 300W một quả. Thùng quách đẹp. Bông tiêu âm này các bác này. Đấy. Con này bông tiêu âm đặc trưng của B3 đó là màu lông chuột. Đây là dòng súp đánh mặt. Đánh mặt. Nó sẽ đánh qua cửa này trước này, sau đó nó cộng hưởng thêm cái cửa bên này. Đấy. Đây là cửa hầm, cửa thoát khí. Con này giá của nó thì hiện tại rất là hợp lý cho các bác. Các bác mua dòng này nó chỉ có rơi vào 4 triệu tư một quả, em ship vào tận nơi cho các bác. 4 triệu tư một quả súp hơi bát 30 của 3G. Và bao hay, bao xịn và bao chất cho các bác. Cái điều này em dám khẳng định là 3G nó đẳng cấp luôn. Nếu nói về súp B3 thì trên thị trường hiện nay chúng ta thấy rằng rất hiếm có cái dòng súp bát 30. Thì ngày hôm nay chúng ta mới thấy rằng là có một cái dòng súp hơi bát 30 đây các bác. Đấy, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.